Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yohong Food. Thank you for your watching Yohong Food Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu cá bò da nấu ngót các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có, cái này mình sẽ có một con cá bò da 200g. Mình sẽ có cái này là thịt là các bạn. Cái này mình sẽ có rau cần. Đây sẽ có mình một miếng thơm, hai trái cà chua và một ít sả các bạn. Rồi, bây giờ mình bắt đầu sẽ chơi sơ chế nguyên liệu các bạn. Đầu tiên mình sẽ cắt sả các bạn. Sả các bạn sẽ cắt khúc như thế này thôi. Cà chua thì các bạn cắt mũi câu các bạn. Sau thì các bạn cắt khúc như thế này thôi các bạn. Rồi cắt lên mình vị thơm. Đầu tiên mình sẽ cho một ít dầu ăn nha các bạn. Mình sẽ cho tỏi vào phần vị thơm. Thì cho thơm, cà chua, cà vào các bạn. Một nửa thôi nha. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê đường các bạn. Một muỗng cà phê. Rồi mình sẽ cho nước vào luôn các bạn. Mình sẽ cho luôn cái phần cà chua, cái phần còn lại vào luôn. Rồi các bạn, rồi bây giờ mình sẽ cho cá vào. Các bạn, mình sẽ cho vào đây một muỗng đường cát các bạn.
Đây là cá bò da nó hơi lâu chín các bạn, bởi vì nó có cái lớp vảy rất là dày, nên các bạn phải nấu cho thật chín rồi các bạn mới cho rau vào. Mềm rồi. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần rau vào thôi. Nghe thơm lắm các bạn. Thêm vào đây một muỗng cà phê tiêu. Đối với phần ớt các bạn, thì các bạn lấy cái dao, các bạn chích xung quanh ớt như thế này các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào luôn. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm các bạn. Và bây giờ mình sẽ nếm xem thử như thế nào bạn, nước vào trong. Wow, rất là ngon. Món canh của mình đã xong rồi các bạn. Canh đông góc đã xong rồi các bạn. Clip của mình ở đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn. We'll be right back.